Chân không có cần cao vậy. Nhấc gót là được rồi. Thật này chủ yếu là tay kéo ra hết hàng sao. Còn cái gót nhấc nhấc nhẹ lên thôi. Chồm nhớ không? Thứ ba là chồm lên. Nhìn thẳng rồi tới chờ người tới. Nhẹ nhẹ là đúng rồi đó. Hai bước đứng về đó mình nói chuyện ngang rồi. Một hai vậy chuyện ngang vậy tay thấy chưa chân sau chân chịu chân đó đúng rồi đó. Khi mà mình để cái chân thấp xuống đó là nó sẽ căng ngay cái phần lưng, ngay cái phần cái háng mình. Đúng rồi. Đổi bên. Này này nhó hơi xa gần lại cho là cái chân này bao giờ nó cũng phải là ở cái góc hơi như này hơi xéo đó xong rồi mới tệ nhẹ nhẹ hơi nhẹ thì nó mới chịu được, còn mình nhón xa còn chịu không nổi. Xong họ giữ lại. Ở cái thứ ba em coi mấy cái cũ thì thứ ba thầy dạy cho mình các cái này khác, nó học không có chờ mà thứ ba mà thầy dạy đó chỉ là đưa lên vậy cái dạng luôn. Đúng rồi, tại tại khi mà đưa lên như vậy không đưa lên như vậy nó không có, nhưng mà mình chạm như vậy nè nó tác dụng nhiều hơn. Nó vô sâu hơn sau này không biết, tại căn bản nó lên vậy nhưng mà mình chạm nhẹ như vậy nó làm nó vô khí vô này, khi mình hít vô nó tác kịch này mình chỉ làm thử vô thấy thấy nó vô đúng không. Ngày tới là năm năm rồi giải thích thứ năm ha, đứng bên này cho nó dễ nhìn thấy để họ tập luôn. Đứng bên đây tập cho anh dễ hơn. Đó đổi chỗ rồi xoay hơi xoay rồi xoay quay hướng này luôn, tại vì mình luôn vào
không thấy hả? Rồi, tại vì biết sao cái thức này làm nó phải đi vậy nè, rồi không ai biết song song vậy. Rồi anh đứng phía trên chưa? Rồi vậy ha, đứng hơi cái mé vậy còn gì nhìn thấy nhau được. Rồi rồi bước chân lại, bước chân phải trước đi. Rồi rồi hai tay ha, lật lên đang giờ đang nó đang vậy. Ừ, cái mình dày bắt đầu vậy là mình đưa xuống. Lấy thế, tức là mình đi cái thế đó, mình đi thế. Hốt lên như thế, quơ lên. Giờ là quơ lên, lấy thế, hốt lên, co chân lên. Từ khoan đưa vào giờ co chân được đó không? Bây giờ hai nhìn nguyên một cái hết cái thức để hình dung dễ hơn. Rồi đó, tay để trước sao. À, đổi bên. Đó là một thức à? Ừ, đó là mới con thức thôi. Thức này nhiều người tập cũng hơi bị lâu á. Thức này quan trọng ở cái chỗ cái ngón út của mình. Nó tì ra được cái phần thức gần đây tạo ba khúc. Khớp ba khớp thì nó kích vô cái đường này kinh này. Khi để như vậy nó sẽ sinh ra cái kinh chạy chạy này này rồi. Thì thức này này gọi là thức vô gì? Vô tim. Đó, họ thở thở lỏng. Bữa nay thứ năm thứ sáu là nó vô tim với lại ruột non. Bây giờ đầu tiên là mình từng đoạn một ha, vậy bước tới tạo một cái thế. Nhớ làm sao mình nhớ nhất là cái chỗ này là trước khi đi bước tới là cái này cái chân nó phải dày, mình sẽ co vậy xong cái mình sẽ bước tới vậy là nhớ cái động tác chân ha. Còn cái tay nó sẽ phối hợp với chân làm sao là anh tự quơ vậy, kéo tay kéo quơ ra làm sao, giống như mình lại bàn tung cánh. Nhờ đại bàn tung cánh, đưa chân lên đại bàn tung cánh. Bước chân đại bàn tới, hốt ôm về người, chân để lên gót. Mình sống tới gì hổ, cái nhớ động tác tay chứ đề hổ quắc, tức là hai cái tay như vậy nè. Quặp lại hai tay giống nhau. Vậy tay này thì để trước, tay này giấu ra sau lưng. Vậy khi mà về để vậy là bình thường ha. Xong cái chân mình đang về bước tới, hai tay mình căng ra, hồi về căng ra, hai tay đẩy ra luôn, tay sao chơi sao đẩy ra. Đó hai tay cũng đẩy nhau vậy đúng rồi đó, trước sau đẩy. Khoảng 5 lần tốt nhất, chiều tới thức thứ năm có nhiều người thích họ sẽ giữ lại vậy, hết thở đều, thở đều rồi xong thả lỏng trở về, thả lỏng đây trở về, thả lỏng ra xong quay ngang qua vậy. Rồi thả lỏng xuống. Xong rồi lên xả ra. Rồi để làm lại ha. Rồi bây giờ mình giờ đây xong bước một chân trước. Rồi nhớ là đại bàng tung cánh. Cái này đại bàng tung cánh là bước chân tới, hốt cái ôm sát vô ngực, ôm chéo tay. Ôm chéo tay sát ngực, ngã người về, thẳng chân lên. Đó vậy đó. Rồi chuyển chân nào tay đó, chân nào bước tới thì tay đó sẽ đẩy tới. Nhớ chưa? Lấy cái móc là vậy. Đẩy tới. Rồi. Đẩy tới. Bung ra. Trở về. Khi mà trở về cái tay nó phải vô lại anh vậy. Mở ra. Đóng lại. Chân là giữ chân sao giữ nguyên. Chân sao mình phải co lại nhẹ chứ. Co nhưng mà bàn chân là giữ nguyên không? Đúng rồi, bàn chân giữ nguyên. Mình chỉ co duỗi rồi. Nó căng nè. Vậy. 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 Nè, đó, nhớ chưa? Khi mà xuống dày xong cái tập thả lỏng tay ra, xoay ngang qua. Hai tay thả lỏng xuống dưới. Thả lỏng khớp ra, lên xả ra.
Để nhớ thức xong mình sẽ nói cái tác dụng của thức thiền tập như thế nào. Ừ, cái nhớ là đại bàng tung cánh, lấy cái thế giơ chân lên, đại bàng tung cánh hốt tới, ôm chéo tay, tay thành hổ, năm ừ quấu lại năm ngón, một tay trước tay sau, đẩy ra trước sau một lần, ừ rồi hồi về, đẩy ra trước sau một lần, hồi về, đẩy ra trước sau một lần, hồi về khoảng 5 lần. Ừ, rồi khi trở hồi về quay ngang ra, rồi thả lỏng hai tay xuống dưới, à, rồi lên thở, đi lên đang thả vậy, lên như bình thường cái mình lên mình xả tay ra luôn, à, đúng rồi, rồi gom lên, ừ, rồi rút về, rút về lại. Còn không lúc mà ở nhà em đang về đúng không, lên về lên thở ra vậy xong xoay ngang qua vậy tập tiếp luôn, tức là đang có thế đó mình chuyển chân mình tập tiếp luôn, tức là bạn không vẫn phải tập cái đó chứ, mình chẳng qua là mình đổi hướng thôi. Hồi nãy em về em phải bước về đúng không, khi mà em sập thì các em xoay qua về rồi, giờ thì em xoay ngược qua về các em hốt tới đi. À, nó cũng là cái thế đó, cũng là cái chân đó. Ừ, còn giờ mình học thì nó là vừa phải thôi, tức là cái chân nó một khoảng chừng khoảng một bàn chân, nó để đây bàn chân bước chân tới đây rồi thôi, khoảng một chân rưỡi, ừ chân rưỡi thôi, hốt lên, có là tạo thế mà học đào tập cái động tác từ từ, thành ra cái bước chân là rộng quá cái là mình bị hốt ha. Ừ, thẳng nha, không phải ngang, ừ thẳng, và cái tay nó phải có cái độ trễ nhẹ lại, không có duỗi thẳng vậy mà nó vậy. Còn tay dưới này, tay này thì nó cũng vậy, tức là bắt đầu vậy, đang đầu đáy lưng vậy thì mình duỗi ra vậy thôi, hiểu không, thì trước sau duỗi cùng nhau, hiểu không, co co dùng nhau, duỗi duỗi cùng nhau là vậy. Ừ, giờ chỉ có tay để trước, hồi anh sẽ nói cái chuyện đó, mình mốt mình tập cho nó đúng cái thức đó, nhớ thức trước. Rồi. Không, cái này là chỉ có 8 bước thôi, hôm qua là 16 bước thôi khác. 16 bước khác. Okay. Thì cái này làm đặt hình cái này cho nó người đặt cái con số đó. Dạ dạ. Tiện đó là vẽ bước chân của bạn đỡ qua. Không có làm. Dạ. Cho bạn đặt cái khác thứ hai, đặt bước này. Nhưng bước này hai khác. Ừ, đúng rồi đó. Các bạn nắm được cái móc rồi. Đại bàng trung cánh, tay hổ trước sau, đẩy cùng một lúc, làm khoảng 5 lần. Rút cái chân nó về. Ừ, mà rút cái chân nó về. Rồi, thứ năm. Rồi, thức thứ sáu. Xong xong thức để thứ sáu luôn, xong mình mới quay lại nói chuyện thức thứ năm như thế nào, thứ sáu như sao. Ừ, rồi, bây giờ thức thứ sáu. Rồi. Đứng song song em cũng được, không đứng em coi tập trước rồi xong rồi mình tập. Sáu thời gian chân ra rộng hơn vai chút rồi.
Đó, hai chân song song ha. Thôi rồi. Còn tác này làm ba rồi. Rồi. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Và cái rất là quan trọng là hút mép ngoài. Hút mềm thêm xuống nhà. Tức là lơ. Ờ, hai chân ra, tay hốt từ dưới lên. Chuyển ra hai bên. Đưa vô giữa. Tát hai hút đẩy vô dính trước nè. Rồi chuyển từ từ xuống vậy, vậy nè. Rồi từ nắm 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 thành mũi nhỏ ha. Từ ngước mặt lên, tay để từ đưa thẳng lên lại, rồi lặp lại một lần động tác vậy đó. Dạ. Rộng ra chút nữa. Ừ, rồi. Hộp lên. Rồi. Hộp lên. Quay ngang vậy. Ừ. Kéo đưa ngang ra. À, chuyển xuống dưới. Như mình dẫn thì đưa dưới vậy. Xong đưa hai tay. Ừ. Vậy. Vậy. Chịu xuống từ từ đẩy tới như mình bơi sạch bơi mình nhảy bơi lội vậy đó. Rồi ngửa mặt lên rồi từ chị đưa thẳng lên luôn. Ờ đưa nguyên người lên vậy đó, đúng rồi đó. Rồi quay ra làm trại một thức làm ba lần cũng làm y chang vậy luôn, làm ba lần. Lần thứ hai rồi là qua nhớ nha, cái lúc mà em làm cái động tác này đẩy ra là cái người đi chung chứ không phải cái tay ra xong rồi cái đầu mới xuống, tức là nó đi chung với nhau hết thì nó mới có tác dụng, còn cái tay xong rồi đầu mới xuống không có tác dụng. À, thành ra nó tới đây xuống là phải đi xuống nhìn chuyển theo nó luôn. À, giống như mình bơi vậy đó, bơi phải đi chung thẳng thì nó mới có tác dụng luôn, đúng không? Ừ. Lúc mà chuyển cái này xuống như nè, vậy ha, đưa vô đây là phải áp sát vô đẩy nè, giống như mình vũ ép vô, mình vũ thẳng tay tới đó, đó là vậy. Ở đây tới trước ngực này, để hai tay vô cặp vô nè. Ờ à, ờ à, như vậy nè, mới lại đúng rồi đó, đúng rồi đó vậy. Ừ. Nè, lúc cái đầu xuống là tay chú thẳng để thẳng luôn phải cùng một lúc, chứ không phải mình thẳng cái tay với cúi cái đầu không có tác dụng gì. Đẩy vô, đẩy chuỗi tới chứ. Ờ như quay sải bây giờ chuỗi tay tới. Ờ đó rồi. Ừ, đúng rồi đó, cùng một lúc xong ngửa mặt lên giữ nguyên thế là lên.
xuống luôn về rồi lên hay là xuống ở đây cũng... xuống đây trở lại đây xuống tới dưới ờ hốt là lại đẩy tới ừ mà là đẩy tới nó đi theo một cái vòng tròn ừ. Đưa lên vậy chứ. Ừ. Rồi thở ra. Rồi. Trong cái bản gốc của dịch thông tin đó, nó thích đó là tụi Trung Quốc tập á, nó đập gì không ạ? Mà nó dẫn khí vô thầy. Mà nó không cho mình thấy, nó thấy mình đưa tay vậy không? Nhưng mà cái tay nó đưa tay. Nó đẩy nè. Nè rồi. Đưa ra xuống tí à. Nè rồi ngủ qua nè, đẩy ra coi. Bây giờ, nào có thấy đâu? Là còn mình cứ nó đẩy ra như vậy mà mình không thấy thực ra nó đẩy nó tác dụng đây rồi thành ra con này anh chỉ cái này là mình thức này là tập cho cái người mà người ta từ căn bản người ta không có tập người ta đâu có nguyên lý khí làm sao tập mình thì anh mới nghĩ là anh với ba mới nghĩ đè như vậy xong vậy vậy đó giữ nguyên nhưng mà thực chất con út mình đè đây à nó sinh ra con út à. À, đúng rồi thì nó sinh ra cái kinh đó con còn cái người bình thường dù có khí tập như tụi đó cũng tụi chú tâm rồi sao một ca được mấy cái đó tập cái đó quen sau này là mình chỉ cần người tập quen rồi chỉ cần nghĩ đến là có đúng rồi đó đẩy thẳng nè rồi chạm chạm đấy đúng rồi ừ. Rồi bây giờ nó có vấn đề thức thứ năm ha thức hai thức này nó khác nhau chỗ nào cái đề vô ngủ hết mà khác nhau cái là bếp ngoài bếp trong rồi ha bếp trong thành ra cái này đẻ này đẻ đây thành ra thằng này có út nó đẻ nếp mép này còn cái thức thứ sáu mình là mình không biết ngoài đang ngoài quá à người ta không biết ta kia phải đè rồi vậy đó ghi cái này xuống là nó về thực chất bốn ngón này cũng chịu vậy thức thứ năm về thực chất là ngón này cũng là ngón này vô đè mà cũng à, quấn vô là được quấn vô được à. Thành ra cái tay mình để như vậy còn tại sao không hẳn không dày phải để như vậy vậy thì nó mới sinh được cái vật đè nó khóa hết trơn vậy mới chạy được thì nó vô vậy khi mà vô thức vậy nè cái thức nó vô vậy còn vậy đây ha vậy tại vậy rồi nè khi mà tập vậy lâu dài thì nó sản sinh ra nè đó rồi nè xin tập thức nó vô nhà ha lại ra nè đó từ động có không nhả ra hết nè vô nè ha thì thức nó đi mẹ nó dẫn vô nó đi vô tim nãy cái lúc mà chờ mình vậy cái chân mình nó không có coi lúc mà muốn tập cái đó không em muốn cái đó không bị á tức là khi mình về chủ nhà tức là mình hình thành cái thế của nó trước banh ra rộng ra à khi mà em banh rộng ra thì cái khớp em sẽ kiểm soát được vậy vậy hay vậy đúng không còn em quanh ít quá thì nó hơi khó rộng chút thì nó sẽ có kiểm soát được là mình để mình phải hình thành cái thế nó trước thì mình khi mà mình đưa vậy cái tay nó có chân nó có bị gì đúng không thử rồi nếu mà nó đúng là nó phải có nhưng mà mình không cho nó ép quá sâu cái chân ừ đó không mình không cho nó quá căng thôi chứ làm sao cái thức nó sản sinh ra mà tức là mình không có cưỡng lại nó mình cứ để nó tự nhiên tức là mình không có cho nó ép hết như vậy thôi tức là mình vẫn nó phải có tại cái thức của nó như vậy mà sao thằng này nó không ép được mình không có cản được
cứ để nó tự nhiên cái không sao hết, mình hạn chế duỗi căng quá mức thôi. Còn cái thức nó sinh ra cái động tác đó mà mình đâu có cản được. Rút cái chân kia về. Bài đàn bài chết lên tương đối tốt à. Nhiều người không xuống được, xuống được cũng khá ổn. Đã hả? Ở nhà cứ tập 2 tới 50 phút. Mà hôm qua là tự nhiên cái ổ xong mà học cái clip thì như quên thứ ba đưa đây làm sao. Cái là lục ông học không thấy clip của mình, của em, qua clip khác. Sao kỳ? Thật ra cũng nó không khác gì. Lên gì? Chọn. Cái thức thứ sáu đó hay lắm nha. Có những người không xuống được chúng mày, là những người ta thích do vậy. Cái nó tới đây à? Hai bên chỉ hai dòng. Em giờ mới xuống được á, còn lúc trước là nó chỉ có như vậy nè. Tức là nếu giả sử muốn lấy gì dưới là cơm nhẹ xuống cái sầu ngon xuống. Không bao giờ mà dám mà chờ mình để lấy. Tại vì đã từng một lần nó bị cấp cái sự thì bây giờ giống như là mình tưởng tượng sẽ có cái tì. Thật ra cái lưng của em anh thấy cũng có một cái phần gất đây bị nè. Ngay cái chỗ tay, cái tay đưa làm sao là ngay gất đó. Đúng rồi. Thành ra lúc mà khom xuống là thấy ngay chỗ này có cái gất nó bị. Nó có cái tì đó nên không có dám làm mạnh. Trước giờ lấy đồ là món đó bước tới đây vậy, ngồi xuống là đưa lên. Không bao giờ một tiệm mà chờ ra mày giống như đứng một cái đòn bẩy mà để cho nó gặp. Rồi cuối cùng phải đi tập. Tập này nọ kia riết từ từ bắt đầu mới khom được. Thì chủ yếu là thiền mà chủ yếu. Nó thiền thì ngay ngồi hít thở để làm quá ai nín nữa, thở nín chứ đâu phải là thiền. Tại trong người khí tắc rồi cùng ngồi thiền cả đời cũng vậy. Đúng rồi, khí nó phải thông thì thiền nó thiền nè bây giờ thiền nó giống như là tỉnh khí công vậy đó.
nè, tỉnh, cái từ tỉnh khí công nó không thể dùng giống từ thiền giống như yoga hay thiền của Phật giáo, nó không dính không giống nhau vậy. Cái thiền của thằng này nó có liên quan tới khí, nó vận hành trong à. Thì thằng thiền á nó cũng nói là thức vô là khí sắc dạy, mà dùng là tưởng tượng. Ông nội giống như là mình chỉ từ A B tưởng tượng rồi đi A B rồi chừng nào mới tới. Tưởng tượng nó phải có cái, trong cái tưởng tượng nó phải có hình thành gì chứ. Chứ không lẽ tưởng tượng cái mơ hồ là nhờ anh tưởng tượng đây về nhà em đó, biết nhà em đâu. Thì 12 tức là trong cái đúng là nó dùng cái ý thiệt, nhưng mà cái đó nó phải có sản sinh ra thì mới có hình được chứ. Còn biết chứ, biết nó đi cảm nhận đó, tức là ý sinh hình, tức là mình trong ý sinh ra cái hành động bên trong cơ thể mình, mà nó có thể là một cái gì đó chạy bên trong người mình, phải nhìn cảm nhận được nó. Giả sử như mình biết cái đường đi, ví dụ như biết đây quần phải là quay cầu Khánh Hội đi. À. Đương nhiên hôm nay nó bị sập, bị tắt. À, qua không được, đúng rồi. Qua không được. Khi nó qua được nó tắt liền. Biết là khí là nó cứ tích vô nó chạy xuống rồi. Xuống đây đó là bữa nào mà nó mệt hay là gì là cơ thể bị gì là chỗ đó, từ đó tới đó nó thường là. Cái này chụp hình lại giờ về, về gửi ảnh làm về cái mặt nó. Chụp cái số điện thoại này chuyển nó thôi. Từ vẽ bằng chiếc của bạn như vậy. Dạ. Đó. Tập được rồi. Thứ thứ sáu nó hay lắm. Anh có hai vợ chồng thì tập đến giờ vẫn cái lưng ông chồng xuống không được. Hai vợ chồng đi tập có nhau cùng trước cùng sao? Cùng với bài trước cùng sao? Cùng ngày với em á. Ờ hai vợ chồng trước kia buổi sáng. Buổi sáng. Ờ hai chồng buổi sáng. Mỗi lần mà clip mà thấy clip kia là họ clip mình lên. À đúng rồi. Hai chồng là buổi sáng. Nhưng mà sao cái clip mà hôm qua thầy gửi thầy lại để ẩn á thầy? Clip hôm qua mà em xin á. Tại cái đó đâu hạn chế người xem. À, hỏi quá cái thầy cắt quyền, nó hỏi quá trời. Em kiếm quá trời không thấy, mới hỏi. Tại vì như có những cái của khách như người trị bệnh hay gì không có đưa cho người. Đúng rồi. Đỡ người ta bắt trước hay bị gì. Với lại mình là người bình thường sao, có nhiều ông một kiểu dạng gọi là đạo như vậy. Như tại có nhiều người ta cũng bắt trước đạo tập theo mà người ta không có biết tập gì, có biết không muốn đốt trội, tức là cái đó là mình dạy cho cái người người ta đang học là mình đi tập mình theo, đi nó hỏi mình, nó hỏi cho nó công trình. Cái này nó cũng chụp ra không? Ép xuống, ép xuống tới đây xong cái giảm hai bên vậy. Nhưng mà nó cũng chặt này vô. Nó này cũng không cái. Nó cả, nhỏ ngón. Nó đầu tiên là cái. Vô phế, ngón thứ hai là ngón trỏ. Ừ, nè, cứ nhớ nè. Hai hàng này là anh em. Ngón út là hai hàng là cặp trước sau. Là một cặp, là đi thường từng thức. Còn đúng rồi, phải lo chứ. Mất trí. Nó xin xong quá. Nhớ đi qua bển. Tí não qua bển ngồi. Thứ hai nhá, lúc mà em đưa cái này về anh về xoắn cái tay nó, chứ là họ đừng có xin cái gì mà nó gồng. Khi mà em xoay về kéo là tự động nó có, là khi nó sẽ nóng thì chỗ cái phần này cứng, tức là nó nóng gừng lên. Còn mà mình nhiều người cứ tưởng là gồng, chuyển cái tay cứng ngắt là nguyên cái tay không đúng, nó cứng hết nguyên cái này là sai hết á. Tức là mình để như này, khi mà nó chuyển vậy ha, cái tay đang về nè, quắt về kéo ra sau là tự động có. Thấy không? Ừ, thành ra không cần làm gì hết. Để nó tự nhiên thì nó mới đúng. Còn mà mình cố ý mình làm cái gì đó là nó sai đi. Còn thứ ba là có lên về. Tạo một thái nghiêng về. Chậm dịch lên.
đi sâu vô trong luôn, hít thở thấy rõ luôn. Chờ người nhẹ trước, nhích gót lên rồi. À, cái chân mới chuyển hơi xéo chứ em mới làm, mà làm được cái thế đó, tức là khi vô vậy bước qua vậy ha, đo xong rồi cánh tay quơ về cái chân xoay qua nhỉ, xoay cái gót ra, đúng rồi đó, thì nó mới ra được. Hồi ra, lên, xả ra. Thứ năm, đại bàng tung cánh, bước một chiều hồi chân dài, một chân trước, bước một bước, đại bàng tung cánh, đúng rồi, bước tới, ôm vô, chéo tay, hai tay chéo, rồi một tay trước, một tay sau, đẩy ra cùng lúc, hồi lại, đẩy ra, hồi lại, khoảng 5 lần. Chéo tay, đẩy ra cùng lúc, thẳng lên xả luôn. Năm. Nhưng mà đó, giữ nguyên làm luôn cũng được. Cái này có nhó không? Không không không. Chuối sức ở tay mà. Trời mày nhó lên nè. Là chuối mặt đất. Tính nhảy hồ bơi à. Đây không có hồ bơi là đứng búng nhảy chứ.
Ok. Đấy. Lỡ bài. Sao thức mà. Hai thức nghỉ hiệp, hai thức nghỉ hiệp, sáu thức đó là 12 thức, là nghỉ tới tổng cộng 6 hiệp. Đó là giờ ngày là tập bèo lắm, nếu mình không làm lười 2 tiếng. Ừ. Tại vì không đâu bỏ bài nào. Đó. Có cái hàng trọng trang công tập tích. Nhưng mà thì sau này là các thằng chạm chân công rất là hay cái chỗ là nó luyện cái chân mình. Chân đứng tĩnh. À, đứng hoài. Rồi bắt đầu cảm. Nó cảm động nhìn nó trọng bài. Tập nó thật là tại vì nó muốn mai quay cuồng nhìn hay cái đẹp. Để vợ xong. Nó khởi động mà nó cứ chân này. Cái bài bắt đầu cảm nó hay nha, nhiều người nữ thích. Vợ em sau này học này xong mà qua được bắt đầu cảm. Vợ nó học một hôm nay một cuối nè. Học thấy khỏe. Tháng 1, tháng 12 là nó học lại căn bản. Công ty, việc nhà. Rồi nó tập một ba năm rồi tiếp tục. Mốt mọi người nó khỏe, sức khỏe nó ổn định là ăn uống nó ngon miệng sướng lắm. Giờ đang ăn uống nó mạnh. Ờ, ăn mình ăn được là mình biết là sức khỏe mình đang hồi dần dần nó hồi phục lại rồi đó. Ngày xưa mình ăn không thấy nó ngon miệng, giờ mình ăn thấy cảm thấy ngon miệng, ăn được nhiều. Giờ tập xong á thì gì nọ xong ăn uống thấy sướng lắm. Tập xong nghỉ chút cái tắm rửa xuống ăn cơm ồ đã. Vậy sâu đi Quân ha. Ừ. Rồi.